thiên tôi đỡ bên đến đây nói nè. Cho nên mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ đã được họ ký rồi, quên, chứng nhận rồi, trên chứng nhận rồi, Đức Thầy chứng nhận rồi, cộng lại thêm một cái người mà Thụ nói trên mạng là ông Thiên Ánh đó, cũng là quà hảo gạt đúng không? Mà hôm nay bữa nay ông về ông đứng mãi, cho ông Trang nó qua nó khóc, nó lại ba nó quá trời, ổng còn cảm ơn mình nãy nữa, rồi ổng đi chung với Đức Thầy, rồi ổng kêu, tại vì ông nào đứng chỗ nào chỗ đó, ổng không có đi vô trong cái khu nhà bếp mình được, cái ổng mới Thái Tử ra thăm tôi một chút, lúc đó thường mới cầm cái nhang đi lang thang rồi. Ông Thiên Ánh đi theo hầu Đức Thầy, tức là đã là có phước rồi, là theo Phật rồi đúng không? Dạ, theo Phật. Đó là vậy thôi, với ở trong đó đó là những bác mà ở trong đường Cơ Long Thổ mà sáng bác mại nói, họ cũng đều có phước đó. Ai mà phòm Minh Dương á là Đức Thầy rước hết. Thì trong đó có những ông đi trước, mà mốt ông tóc bạc nè cũng đi như vậy, cũng theo Đức Thầy, ông này cũng vậy nữa nè, là đi một băng vậy đó. Chẳng đi xin phép. Cái lâu lâu cái về núi mình cái thử bắp thử phai của mình. Thì ông Thiên Ánh ông cũng y chang vậy thôi. Hồi xưa ổng già mà ổng sắp chết, ổng xấu lắm, mấy đứa đây biết á. Đến bây giờ ổng đẹp trai, bốn mấy tuổi là cỡ như đứa tính nè. Tôi luôn nghĩ về là Đức Thầy, thưa Sư Phụ, Sư Phụ có thể xin cho tôi họp để tôi họp với Đức Thầy nha. Dạ. Nhiều được. Chuyện đồ bị ông Lan lần rồi. Dạ. Nhớ không nhớ lắm. Nhớ. Tự nhiên khóc nhớ Đức Thầy. Tại vì công lao của Ngài quá lớn. Hôm nay gặp Sư Phụ đã từng sống với Ngài trong nhiều kiếp. Sư Phụ là người thứ hai mà trong đời tôi trân trọng và kính nể. Có một kiếp tức là mỗi lần mà đi làm việc á, mà hai trò đi làm việc chung, tái sanh cũng cùng tái sanh đời đó. Nhưng mà có một kiếp rất là hay nhưng mà mình không dám kể trên mạng. Bữa mấy gì nói đi khắp đủ tất cả các nước luôn, nhiều nước lắm. Ở cái trái đất này á, bây giờ tôi mới hiểu được 96 dạng nước linh căn của mẹ gãy xuống á, là nó sắp xịt xuất, vẫn là con cha, chúng ta đều là con cha con mẹ hết. Nhưng mà nó không phải là directly. Có người thì thảo mộc, có người thì rồng, có người thì cốt chó đầu thai từ từ, nhưng mà cũng là con định đó. Nên nó kiểu của Thụ là anh của mấy con, nhưng mà khác, là đích thân cha tạo ra, đích thân mẹ tạo ra. Rồi mỗi một cái nơi nào mà cần khó khăn đó, là cha mẹ sai Đức Thầy Thụ xuống. Những người tiên giỏi hoặc là những người tướng, thiên tướng giỏi xuống đây, xuống những cái thành tinh đó để mà dạy dỗ họ. Thì giống như bây giờ nhìn lại á, một mình nói như cha mẹ giống như bầu xô, rồi ở dưới có một vàng ca sĩ vậy đó. Đến một vàng người thợ vậy đó, ai đóng vai gì vậy gì, mà đúng cái vai đó phải là người đó phải đóng. Người đóng vai ác, người đóng vai hiền. Của Đức Thầy đóng rất là nhiều vai. Nhưng mà cái giai này là giai cuối của Đức Thầy ở trái đất này, cũng là giai cuối của Sư Phụ trái đất này.
thì nó không có còn thể chế của thiên ma nữa, đâu cần ở đây nữa. Còn cái bình thường lại là do tất cả các con, các cả chúng sanh, họ còn tham chút tiền, họ còn ích kỷ chút, nhưng mà cái sự bất công sẽ không còn nữa. Bất công là ma mị á, giống như kiểu gì cộng nó trắng nó đen, đen nó trắng vậy đó. Sau này nó không còn cái đó nữa. Vì tất cả chúng ta ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày, không ai gạt chúng ta được. Rồi sau đó, đó mở một chút nhãn thông nữa, thôi khỏi nói luôn. Ôi thưa ba, bữa này con hiền quá vậy, im re ta. Hôm nay ngồi đây, bữa nay đứng anh mấy đứa không? Ngộ con xin cỡ chóc nè, mình đâu có nhiều thời gian đâu. Có chuyện rồi xong mấy con mai rồi đi về hết rồi. Đừng gần lên đây, đây ngồi gần gần đi, ở vui. Mày giờ này hả? Cái chuyện này thiếu tự nhiên đi mà bị vậy mới biết là đệ tử trung thành phải không? À, ở đây á hồ có Hải, Thiêu Tinh có Tính, nhìn hai thằng này á phải đặt cái tên gì ta? Đây con thằng này, thấy con thấy hai này tránh giống giống không? Quý không thấy rồi. Chồng người con đây à, quý con. Ông nghiệp mà nhìn khá xa so với gom lên ngồi chỗ này. Không gian có nhiêu đây mà người chúng ta mỗi người mỗi nơi ha. Muốn gom cái người gom cũng dễ ha. Vé máy bay thôi là tới hết. Công nhận vỗ tay. Nếu còn tinh thần lòng tin vững mạnh, cha cũng thường dạy phụ dạy mấy con phải giữ vững lòng tin. Đức thầy về á là cao đồ của mình sẽ không có thấy nữa, cao đồ chỉ nói chuyện bằng âm thanh thôi, giống như nãy là vậy, nãy sư phụ quay bằng cái này cái điện thoại, chứ giờ cao đồ nghĩ nói chuyện sao, nói chuyện như kiểu bằng ngoài thì nhập định cao đồ có nhập định được, đúng không? Mình cũng như bên cao đài từ xưa giờ đi chạy chỉnh vậy. Cái ngày hôm qua cái bác mà với ông bố nghe cũng răng là rụng rồi, tóc giờ cũng bạc mà không rụng tóc không quải rồi, ngày nào cũng chờ từng ngày cũng mới như sổ thôi, cứ nghĩ là không còn bao xa là chim hiền được về tổ. Nhưng mà ngày hôm qua thì trên một vị lớn ở trên về nói là lúc mà nói chuyện xong cũng từ giả như kiểu mình ta sẽ gặp các ngươi trên đất mẹ, mà nói với ông bác mẹ với ông bố chứ là phải nói với sư phụ là dư sáng rồi, sư phụ đã cá độ với ông Đạt Lai Đạt Ma rồi, tại mấy vị hồi xưa ô ngài đừng lo cái ông kia ông ngợt cũng tám mấy chục rồi, tại sư phụ lo phần sư phụ không có lo phần sư phụ nữa. Mà ngày hôm qua cái vị đó là nói chuyện với hai ông già đó thì là bao lâu, hai ông già đó với ông già này con nghĩ ông nào gần hơn, giờ mình cá độ ông nào đi trước ba không hả? Không thì ngày hôm qua cái vị nói là hai ông kia sẽ
sẽ cầm cái lá cờ này này về bán. Thiệt mà, cầm cái lá cờ này luôn. Thì hỏi ông nào ông nào đi trước mình. Tôi nguyện tôi còn để mà tôi cầm lá cờ đó. Cái lá cờ đó nó không phải là gây hận thù, mà cái lá cờ đó là lá cờ để mà lấy lòng tin rail với Mỹ. Nên nhớ Mỹ nha, là mấy con làm ăn công ty cũng vậy, ISO cũng vậy. Luật Mỹ nó có cái cấm vận á, rồi sanction á, nó có nhiều cái để nó remove lắm. Mà một bước một mà lên trời mà nó làm liền á, không bao giờ. Thí dụ Việt Nam mà nó ok, tôi không xài cờ vàng bản đồng đỏ nữa, sao làm bản đỏ rụng đồng nay mai đi, mà xài là cờ kiểu khác, mà cái đổi thay chế kiểu khác, nó cũng vẫn là 20-30 năm á. Chứ thằng này á là lẽ nhất là vì nó đã có nằm trong cái record rồi, hiểu không? Thế nên tại sao tôi giải thích vậy luôn á mà không ai hiểu. Tại sao cái phi trường thân nhất mà giờ mình đi mấy bà quốc tế vẫn còn chữ Sài Gòn, đúng không? Nó đâu có nói thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cái này nó đã có cái cũ rồi. Ồ, thì lúc đó người Mỹ sẽ nhìn là 50 năm miền Nam gọi là giải phóng đi, nó kêu là nội chiến bình thường thôi. Một quốc gia cũng trở lại một quốc gia cũ. Dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc cũ, đúng không? Tại mấy Bắc Cộng cũng là người Việt đó, Việt Nam, ông Hồ Nguyễn đúng không? Con Hồ Nguyễn luôn á. Thế mà là Việt Nam, chứ nó không có phải là người miên chiếm mình, rồi mình chiếm lại thì nó hai chuyện khác. Mình hiểu cái concept của Mỹ, nó có công thức, nó làm việc á, nó phải có lý. Thì từ đó mình mới hành cường quốc lẹ được. Không có những cái quốc tế đâu phải dễ đổi. Cũng giống như hồi xưa lúc mà Đức Thầy mất tích á, ngài ở Nhà Văn Thiên Điển á, giữ của ngài $1 trillion, rất là nhiều tiền. Và đồng thời hàng năm á, Nhà Văn Thiên Điển phải trả tiền lời cho nước Việt Nam khủng khiếp. Sư phụ có cái video mà nó vô nhà kho á, này của ngài á, ở bên tỉnh chờ sư phụ. Mấy chỗ nó ở này tao phải có tôi của sư phụ tôi. Ừ, có nữa. Mà mấy ông Việt Nam mà muốn lấy cái đó thì nhìn quốc tế nó không có được. Nhưng đứa thầy không có con cháu gì để ông Việt Nam sẽ được xin trước. Không, nó có những cái mà người đời không bao giờ hiểu. Thầy sư phụ là ở cái level thì có những người tự nhiên. Ở Việt Nam á, nó có một số người rất là đông, mà họ cũng là chính trị, họ cũng là tâm linh. Mỗi một lần người sư phụ mà làm gì á, là họ là người chỉnh đầu tiên, họ là người nghe clip đầu tiên. Cũng giống như sư phụ mới có ca bỏ clip ra rồi. Thái tử ơi, ngài là giáo chủ mà sao ngài cứ ca hoài, ngài ca dở quá. Sau này mấy đứa nhỏ nó bắt chước ngài, nó ca nó không chịu tu làm sao. Trời ơi, mấy ông đi phò mình, mấy ông đi cầm lên lại với mình. Ông già không à. Cái mình nói, ông nói là chắc tuổi ông lớn tuổi rồi. Thì tôi độ, ông đã tin tôi, đã tử tôi có ca dở, ca hay. Thì ông tin, ông cũng phải là tin ta, cũng phò, cũng phải là phò thôi. Đúng không? Về chưa? Còn mấy đứa nhỏ nó đâu có thích nghe thì nói chuyện nhảo nhảo mà tâm linh kiểu này. Thì nó ca để nó có điện thanh rồi từ từ mình mới dụ nó. Thì cái ý mình là vậy. Để sư phụ làm gì mà hỏi bà trên có nên hay không nên. Cái bà trên vậy đó, ở trên nó Chúa cũng ca, Phật cũng ca. Con không có làm giới lực, mà giới lực ở dưới thế gian đó, Phật Thích Ca nói là tăng ni không được ca. Con đâu phải tăng ni. Ở trên giải thích vậy đó. Cho nên chỉ có người là gọi là chấp thôi. Còn cái ca dở ca hay thì là một chuyện khác đúng không? Mà mình cố tình dở để nhớ mình dài. Sao? Mấy đứa ca hay đàn những hướng ca hay quá, ta nghe bản là ta quên rồi. Ca dở để ca sai danh từ đó, chặt giọng nữa không nhớ dài.
Ok rồi, mình mấy giờ rồi này? Đi về chưa? Dạ 10 giờ. Mấy lẹ mấy ngày, mấy ba bốn ngày mấy con qua đây gặp sữa thì cho chia tay thì có tội nghiệp á, bỏ công việc làm, bỏ tiền của qua đây ngồi. Nếu mà gặp được Phật quá lời. Ok rồi, mình ngồi đây 50 phút nữa. Còn muốn nói gì cứ nói thì cho vui. Này quay chơi thôi, không có upload. Khi mà rời khỏi thế gian thì để lại xá lợi với lại nhục thân, còn chú của tao đi về thân khác, thân biến mất tiêu, không có giờ, không biết đi đâu. Hỏi gì? Tại vì xưa thời chinh chiến La Mã, tụi người La Mã đó, nó có thể dùng cái tôn giáo để nó đi thống trị thế giới. Cái xác Chúa bảo đảm không ai tìm được. Có thể nó chôn cái gì tầm bậy bạ ngay chỗ đó là nó lập lên thôi. Sư phụ, mấy người Mỹ vô tiện con á, cái thấy con để ông Phật Di Lặc mạnh ngọc xanh trên bàn con. Mấy bà lại rờ đầu ổng, nói đẹp quá, con nói đừng rờ đầu. Để bả có được rờ đầu ổng. Giống như ngoài Mỹ, ở như bờ Veronica vẫn đèn của tổ. Cái sư lúc đang bận là chưa nói chuyện kịp với tổ thì đã quấn khúc rồi. Cái hồi cái Veronica muốn quấn kinh nữa, cái sư mới hỏi tổ. Tổ nó vô quá ngại, nghĩa là tổ nó cứ quấn thoải mái đi, không sao chứ, vô quá ngại là quấn thoải mái, không biết không à, không trả lời vậy á. Tổ mình á cái gì là trực tiếp không á, giống như bữa thụ làm cái bàn á, thị phụ xuất hỏi cái ông cầm kiếm á, ông Tứ Đại Thiên Dương á, ông nói ngài làm sao miếng đẹp được. Thật sự mấy gì không có trách. Không có tâm đạo đây ta. Tâm đạo đi hả? Anh thử đây không? Anh thử rồi về nói lại với sư phụ của con nghe. Anh phụ nhắn lại con nói sư phụ của con. Là tâm đạo là sư phụ con. Phải không? Còn hoài tâm là sư mẫu, sư tổ không? Hồi nãy sư phụ đang đói bụng quá. Sư phụ ăn. Anh đạo lo lại cha lại mẹ, không lo lo sáng sư phụ, sư phụ quản hồn, tại vì trước mặt mấy sư phụ của sư phụ là ở ngay đó, cha ngay đó mà là không lại mấy vị đi lại mình, nhỏ thì cũng sùng luôn, gài mình lên để cho cha. Sư phụ không có thích mấy cái đó, sư phụ ít thích ai thì lại sư phụ lắm. Năm đạo tu như vậy đó, hiểu không? Không có nên mấy cái gì đứng trước mặt của mình á, làm vậy cái mấy gì trách sư phụ, nó giống như sư phụ có cái ngã hay sao. Mấy cha thì đứng đó sờ sờ đó, Long Dương nữa, mẹ nữa, Long Mẫu nữa, mà buổi lễ rồi thì hồn mãi nó giữ đi, gặp mình là cứ lại mình lại mấy gì cũng chết luôn. Chúa Giêsu của mày xưa hứa với mày cái gì? À, Chúa Giêsu lên lớp
từ elementary lên high school. Tại tiếng Tâm mình nó khó dễ mình cho high school đi. Rồi đạo Phật chánh tâm á, là họ buông hết tất cả đó để mà thành Phật cho lẹ đó, thì cho họ đại học đi. Có hiểu không? Thì mình cứ mình high school được rồi. Đây mình cũng còn hàng tâm tịnh nhục. Thì mình cũng còn vợ chồng đúng không? Thì coi như mình thua đi, nhưng mà mình cũng là học Phật. Nhưng mà trong một số đệ tử Thiên Tâm về lâu dài á, mà muốn đại học á, là cũng dẫn Thiên Tâm, rồi hạ thủ công phu cũng phải tuân theo những cái giới luật của Phật Thích Ca. Còn giới Thiên Tâm của mình thì là vậy đó, để mà mình lấy cái số lượng đông chung dung toàn thế giới. Còn khó như đạo Phật á, ít ai theo nổi. Mà như bên Công giáo á, thì hôm nay chỉ có hai cuốn kinh tới đó là hết cái nấc thang để mình leo rồi. Thì cho nên giờ Chúa tái lâm lại cho lên lớp. Con giải thích gì dễ. Con nên dạy những gì con biết đó, là con dạy hết. Chủ yếu là Thiên Tâm mình là ngồi thiền là chính, để tâm nó tịnh. Còn bên đạo Phật và Đại Thừa đó là họ chủ trương là niệm Phật không à. Niệm Phật nhưng mà cái tâm nó đâu có, nếu mình biết niệm liên tục á thì cũng gọi là thiền đó, nhưng mà cái đó nó không có phải. Khó có người đạt được cái đó, gọi là tâm bất loạn. Cái quan trọng á là khi tôn giáo, có nghĩa là mình ghi tên vô một cái trường học, thì trong trường học nó có cộng lực, thì giống như con ngồi gần Cảnh Tú, ngồi gần sư phụ, thì cái lực hiện từ nó cũng lây qua con có tu dở con cũng sẽ hiền theo. Thì cho nên tại sao từ những loài thú, loài người, tất cả các loài đều phải có bạn, có đàn, phải đi như vậy. Con nào đi lẻ loi là bị sơi tải. Ở dưới thủy cung cũng vậy, trên bờ cũng vậy con thử. Đó là tại sao chúng ta phải quy tụ. Làm gì làm phải có nguyên tắc của sư phụ. Không có được giận nhau ban ngày, không có được hỏi chuyện cá nhân, hạch hỏi chuyện cá nhân, soi mói cá nhân, không có được mượn tiền của nhau. Thì mấy đứa con sẽ giữ tình tỷ muội huynh đệ bền vững. Còn mà sai quy tắc của sư phụ thì là coi như là sai rồi. Thì một cái gia đình nào cũng có quy tắc, cái đó là riêng sư phụ quy tắc đó. Còn quy tắc của cha đó là 12 giới lực đâu đấy của cha. Còn với sư phụ có ba, dễ ợp dễ làm. Dễ không, mấy con thấy cái đó dễ không? À hả, không giận nhau quá ba ngày dễ ợ, đâu khó đâu. Chào cười hồi bữa nãy là đệ tử này á, sao con lại cạo tóc vậy? Thì giải thích nghe thử đi con. Dạ thưa sư phụ, con không có gì, con chỉ là xuống tóc giao duyên thôi. Con cứ ngồi nói chuyện bình thường đi. Xuống tóc gieo duyên. Dạ, chứ con không phải là xuất gia gieo duyên. Nhưng mà tại sao phải xuống tóc gieo duyên? À, dạ thưa sư phụ, con muốn trả ơn cha mẹ với ân sư của mình. Trời ơi, là con dạ. Đúng là tại con không ghen dạ cần cha mẹ. Chứ lúc trước thì hồi thấy tóc con cũng đẹp đó. Xuống tóc gieo duyên cạo kiểu này. Cũng ra mà thưa thầy. Ra hả? Tóc tai của cha mẹ mình trả về cho cha mẹ thôi, không có gì. Nó không là một cái nguyện thì cũng tốt, không ý không có gì. Ba mẹ còn sống là mất. Dạ thưa sư phụ vẫn còn, nhưng mà con không ở gần. Người ba mẹ có buồn hay vui thấy con xuống tóc vậy? Thực ra là mọi người không có biết. Không biết hả? Dạ. Con phải chụp hình dễ vậy. Dạ không dạ. Nha, đứa đệ tử này cũng lạ. Mấy con dám xuống tóc kiểu gì hết không? Dám không? Dạ. Chú đi sư phụ. Chú đi sư phụ.
con hả? Thôi thôi vậy hả? Ấp thô là hai tuần nó ra đúng rồi. Thôi đâu nhầm gì đâu, chỉ nhỏ gác kìa mấy đứa con kìa. Xuống khóc giao duyên trả ơn cha mẹ. Con nói chuyện đúng là con yếu, con rất là hoan nghênh. Nhưng mà mình phải làm cái gì nó có thực tế hơn con. Có tiền mới gửi về cha mẹ. Muốn đó bà không có xài được. Biết nhưng mà mình cũng phải có để cho anh em trong nhà. Nhiều mình có ít mình ít, nhiều cái nhiều cũng phải gửi. Chứ còn ở xa mà con không có về được, không có chở ông bà già đi ăn được, con cũng thấy buồn đúng không? Thì con làm cái đó là cho con, còn con gửi tiền là cho ba mẹ con. Mà hiện giờ con xuống tóc là cho con, để mà con cảm thấy là an ủi đúng không? Con có gửi tiền ba mẹ con xài, tại Việt Nam lúc nào cũng cần tiền hết. Mình cũng cần cả hai. Con mỗi lần con gửi con hay xin lại, giống như là ví dụ chẳng hạn con gửi 300 350 ví dụ vậy đi. Thì con nói là cho mẹ mami cho con xin lại 50, xong mami dùng cái tiền đó mami đi làm từ thiện, thì coi như là cái tiền đó là tiền của mami, tức là con gửi là biếu 350 nhưng cho con xin lại 50, thì tạo cái cơ hội cho mẹ được giao duyên. Mami con ở đâu? Dạ nhà đình con là người ở Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Nơi đó không có người, nhiều người biết đạo. Ông muốn thu về lập nhờ Phạm Nhật Dượng lập chùa Thiên Tâm ở đó. Dạ. Tại mốt nó cũng làm bạn với phụ à. Rùa khoáng đó, tại rùa khoáng. Cho nên là bữa hổm phố bộ xa, bộ nhắn cho bộ á. Bộ đậu nói xấu rồi đâu. Xe mày tao phát, nhưng mà tao dắt xe thử. Đụng nó bay nhẹ quá. Tao bảo cái ngọ cái mũi đó đó, không có một cái người nào mà không bị chửi con. Hôm nay Bình Dương bị chửi, Trần Nhật Phong bị chửi, Chu Quốc Huy bị chửi, ông Tạ Đức Chí, Charlie Nguyễn, thị trưởng Mết Minh ta. Không có ông nào không bị chửi. Có mình sư phụ là không bị chửi. Kỳ thiệt. Cũng mong nó chửi làm sao. Con nhớ coi cái clip kìa đó không? Cái vụ mà mê gà hả? Mua xe VinFast. Nguyên cái buổi tiệc đó đó. Cái buổi đó là phải nhờ ai ta? Ai là người mà thiếu cái khăn đó vậy? Bữa nhớ cái khăn bữa nào tặng nè. Ngay cái thời điểm tại nhiều người tặng cái khăn loại đó, sư phụ không biết là ai có khăn đó, mà trong xe cũng hên nha, nó có cái khăn đó. Mà sư phụ vô tình hay là cố ý, nó lạnh quá. Cái bữa đó hình như là cũng năm mấy độ, 50 độ, 40 độ. Sư phụ là quất, mà nhờ quất đó mới không bị chửi. Thiệt đó. Đây một buổi tiệc lớn nghiệp có biết bao nhiêu tổng cục hai nằm dùng trong đó, rồi cộng sản ở đây nằm dùng nó đầy chứ bộ. Rồi mấy ông HO cực đoan cũng nằm dùng chổng cho đủ phe hết, mà nhỡ khăn đó mà không bị người nhiều quốc gia hải ngoại chửi. Cho nên cám đứa này là cảm ơn đứa là tử nào thiêu khăn đó bữa đó. Cô chồng của Tùng. Cái khăn đó thì thường nhớ là nó không có dấu thiền tâm, nó chỉ là thường thôi. Tại cái đó nếu mà con về chính trị nó là big deal. Trước mặt đó là mình đưa cái strategy của mình rồi. Thì sau này thì thường mới hỏi lại là mấy gì khiến vậy. Là vì sau này á, những cái người mà trong đó bị mất uy tín, sư phụ có thể nói lại cộng đồng được việc. Khi mà con ra ngoài đời á, mà con dựng cờ đó, là cái ý tưởng mình sao nó dính cứ ngắt với mình. Mà khi mà con bị cộng đồng mà nó ghét rồi là
con có bỏ 10 tỷ cũng sửa không có được á. Ừ. Nó khó cái chỗ đó. Từ đầu xưa tới cuối xưa chỉ là không có ưa cộng sản, cũng cũng không phải là mình nói là không ưa ha, quốc gia nha, quốc gia cũng có cụi trong đó. Đồ chỉ hờ nói là không ưa cái án, chỉ xưa chỉ là chuộng cái thiện thôi. Rồi từ đầu cái clip đầu tiên tới giờ tới ngày hôm nay cũng là như vậy, hồ chỉ là theo cái thiện thôi. Chứ trong quốc gia, người quốc gia mình nó cũng có người ác, trong cộng sản cũng có người thiện đó con. Trời ơi, hồ coi tướng lại á, cho ở trong đó quân của cha gửi xuống nhiều lắm á, nằm dũng chồng hồ không dám nói tên, tại mấy ông đang nắm chức bự lắm. Để một chút về coi thử bài sớ đi, viết gì mà mấy vị khen quá trời. Không có gì nãy khen âm sơn nào cũng vô. Thôi Thái tử, Thái tử đọc cái bài đó mấy vị quá trời cảm động, cha cũng cảm động. À, tôi chúc ngài, tổng nói chuyện với hộ, chúc ngài được toàn ý là tội nguyện, ý là tội thành ý nguyện. Ông chúc vậy đó. Cha thì cha nói ok. Your wish. Your wish comes my command. Cha cũng vui. Cha vui, mẹ vui, Long Dương cũng vui. Mấy vị Phật cũng vui. Ok rồi, thăm mình đi về hả? Về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng mệt rồi. Sáng giờ mình cũng mệt rồi, ngủ rồi. Gác ngồi với mấy con như vậy, nhắm mắt lên rồi. Giờ mai sáng nha.